Báo cáo thị trường bất động sản quý 3 của Bộ Xây dựng vừa công bố cho thấy, giá giao dịch căn hộ chung cư trong quý 3 cơ bản ổn định so với quý trước, thậm chí giá căn hộ chung cư tại một số khu vực tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội còn tăng hơn so với quý 2. Cụ thể các dự án nhà ở thương mại tại khu vực trung tâm của các đô thị hầu như không có giá dưới 25 triệu đồng một mét vuông. Các căn hộ có mức giá này chỉ có tại một số ít dự án ở khu vực xa trung tâm. Đáng chú ý một số dự án có vị trí đặc biệt trung tâm tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có giá quảng cáo chào bán rất cao, từ 80 tới 160 triệu đồng một mét vuông. Trái ngược với căn hộ chung cư, theo Bộ Xây dựng, giá giao dịch thứ cấp nhà ở riêng lẻ và đất nền trong quý 3 có xu hướng giảm nhẹ, khoảng 2 đến 3% so với quý trước. Một số khu vực có mức giao dịch giảm nhiều trong quý như quận Hà Đông, huyện Thanh Trì, Hoài Đức, Hà Nội, quận 12, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu, quận Sơn Trà, Liên Chiểu, Đà Nẵng, thành phố Biên Hòa, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai. Về lượng giao dịch, Bộ Xây dựng cho biết trong quý 3, lượng giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ hơn 51.000 giao dịch thành công, tập trung chủ yếu tại Hải Phòng, Long An, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh. Tổng lượng giao dịch bằng khoảng 73,8% so với quý 2 cùng năm và bằng khoảng 439% so với cùng kỳ năm 2021. Cụ thể, tại miền Bắc có gần 10.000 giao dịch, Tại miền Trung có 17.500 giao dịch, tại miền Nam có gần 24.000 giao dịch. Riêng tại Hà Nội có 1.500 giao dịch thành công, tại thành phố Hồ Chí Minh có 2.244 giao dịch thành công. Đối với đất nền trong quý 3 đạt hơn 115.000 giao dịch thành công. Tổng lượng giao dịch bằng khoảng 54% so với quý 2 cùng năm. Trong đó tại miền Bắc có khoảng 21.800 giao dịch, tại miền Trung có gần 18.000 giao dịch và tại miền Nam có khoảng 74.500 giao dịch. Đánh giá về thị trường bất động sản quý 3 vừa qua, Bộ Xây dựng cho biết, tình hình kinh tế xã hội trong quý này tiếp tục giữ được sự ổn định, khi tăng trưởng GDP vẫn đạt được mức kết quả tốt, chỉ số lạm phát cơ bản được kiểm soát, các ngành kinh tế nhìn chung có sự phục hồi và tăng trưởng tốt. Các tồn tại bất cập của thị trường bất động sản đã từng bước được khắc phục. Tuy nhiên theo Bộ Xây dựng, thị trường bất động sản vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập, chưa thực sự lành mạnh, bền vững. Đơn cử nguồn cung về bất động sản chưa có sự cải thiện nhiều. Nguồn cung về nhà ở thương mại từ các dự án mới được bổ sung không nhiều. Nguồn cung nhà ở trong quý chủ yếu vẫn từ những dự án đã được triển khai và đang được mở bán. Nguồn cung nhà ở xã hội rất hạn chế, căn hộ giá rẻ hầu như không ghi nhận nguồn cung mở bán mới trong quý. Bên cạnh việc điều chỉnh hoàn thiện quy định pháp luật để khắc phục những tồn tại của thị trường bất động sản, Bộ xây dựng kiến nghị các cơ quan, bộ ngành liên quan thanh tra kiểm tra, thực hiện pháp luật về kinh doanh bất động sản, hoạt động sàn giao dịch bất động sản hoạt động môi giới bất động sản. Đồng thời, các đơn vị kiểm soát hoạt động huy động vốn của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trên thị trường chứng khoán, tránh hiện tượng đầu cơ, thao túng thổi giá. Chỉ đạo các tổ chức tín dụng kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng cho vay đối với lĩnh vực bất động sản, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, khẩn trương xem xét ưu tiên cho vay các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở thương mại giá rẻ có hiệu quả cao, có khả năng trả nợ. Đối với các địa phương, Bộ xây dựng yêu cầu tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện giao đất, lựa chọn chủ đầu tư thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất đối với các dự án bất động sản, dự án nhà ở mới để tăng nguồn cung cho thị trường. Bên cạnh đó là kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất, đảm bảo đúng pháp luật. Các địa phương cần có biện pháp quản lý, ngăn chặn việc chia tách, phân lô bán nền tại các khu vực chưa được phép đầu tư, thiếu hệ thống hạ tầng tăng cường kiểm soát hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản, các tổ chức cá nhân hành nghề môi giới bất động sản, chấn chỉnh hành vi mua bán trao tay, thổi giá gây nhiễu loạn thông tin thị trường bất động sản, đồng thời theo dõi chặt chẽ kịp thời nắm bắt thông tin, tình hình diễn biến của thị trường và thực hiện các biện pháp xử lý kịp thời để bình ổn thị trường, không để xảy ra tình trạng sốt giá và bong bóng bất động sản trên địa bàn. Đặc biệt tăng cường kiểm tra thanh tra, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về pháp luật kinh doanh bất động sản pháp luật về đất đai, pháp luật về xây dựng và pháp luật có liên quan. Suốt nhiều tháng qua, các thông tin quy hoạch đã không ngừng thổi hơi nóng vào thị trường bất động sản huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Đặc biệt ở những khu vực ven đường vành đai 4 chạy qua, nhà đất ở mọi phân khúc vẫn tiếp tục thiết lập mặt bằng giá mới. Kết quả khảo sát cho thấy giá đất Thường Tín đã tăng mạnh, có nơi vượt ngưỡng 100 triệu đồng một mét vuông, tăng 200% so với năm 2020. Điểm nóng đa phần rơi vào các xã vùng ven quy hoạch đường vành đai 4 như Khánh Hà, Hiền Giang, Hòa Bình, Nhị Khê, Văn Bình, Duyên Thái. Đối với đất nông nghiệp, cây trồng cách đây 3 năm được giao bán với giá khoảng 1,5-2 triệu đồng 1 mét vuông, hiện đã tăng lên 7-8 triệu đồng 1 mét vuông, tùy vị trí đường xá hạ tầng. Thực tế, các cuộc thăm dò cho thấy việc tạo sóng để đón gió quy hoạch gây sốt đất không chỉ xảy ra trong thời gian gần đây mà đã rất phổ biến từ nhiều năm trước. Riêng các đợt sốt đất ăn theo quy hoạch đường vành đai 4 hay đô thị ven sông Hồng đã diễn ra từ đầu năm 2022. Ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam VNRE trong một hội nghị mới đây lấy dẫn chứng tại Đông Anh. Khi có quy hoạch đô thị ven sông Hồng được công bố, nhiều dự án bỏ hoang, không có hạ tầng, nhưng giá lên tới 100 triệu đồng một mét vuông, ngang ngửa các khu vực trung tâm không chỉ phải thêm hơi nóng vào thị trường bất động sản vốn đang diễn biến khó lường, làn sóng quy hoạch còn được kỳ vọng trở thành lối thoát hiểm của không ít nhà đầu tư có nhu cầu thoát hàng, thu hồi vốn trong thời gian tới. Không chỉ riêng tại Hà Nội hay Nha Trang, thực tế chỉ ra hạ tầng quy hoạch chính là yếu tố hiếm hoi có thể khiến thị trường bất động sản sôi động hơn trong bối cảnh đầy khó khăn hiện nay. Dù chỉ là cục bộ, sốt đất ăn theo sóng hạ tầng vẫn là cơ hội của những nhà đầu tư có nhu cầu thoát hàng. Điển hình thời gian qua, nhiều khu vực dự án cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài dù chưa xác định thời điểm khởi công, nhưng thị trường đã có dấu hiệu tăng nhiệt rất nhanh. Đơn cử như giá đất tại huyện Bến Cầu thời điểm này đã tăng 30 tới 50% so với năm 2021. Sóng quy hoạch được kỳ vọng trở thành cú hích cho thị trường bất động sản, mở ra cơ hội thoát hàng cho nhà đầu tư. Tuy nhiên ở chiều ngược lại, với những người có nhu cầu mua vào, các chuyên gia khuyến nghị nên thận trọng, không chỉ với các quy hoạch chỉ là bánh vẽ ngay cả những quy hoạch đã công bố nhưng vẫn có thể có sự chỉnh sửa để phù hợp. Phó Chủ tịch VNRE Nguyễn Văn Đính khuyến cáo, nếu cứ mua bán lòng vòng làm tăng giá đất, rất có khả năng nhà đầu tư gặp phải rủi ro mua trúng đất quy hoạch công viên, cây xanh. Đơn cử theo đồ án quy hoạch ven sông Hồng, tỷ lệ cây xanh chiếm trên 30% nên nhà đầu tư cần hết sức thận trọng. Có thể thấy năm 2022 được đánh giá là năm của đầu tư công, nâng cấp hạ tầng kết nối, cải thiện tiện ích khu vực vì vậy, giá đất ở nhiều vùng quy hoạch sẽ có chiều hướng tăng, thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư. Lợi dụng điều này, nhiều môi giới hoặc những người muốn bán sẽ tung tin nóng, gây sốt ảo hướng tới các nhà đầu tư, đặc biệt là những tay ngang thiếu kinh nghiệm. Vì vậy, các nhà đầu tư khi tìm hiểu thông tin hay mua bất động sản cần cân nhắc kỹ các thông tin, tính pháp lý của sản phẩm, đặc biệt cần thận trọng khi tiếp cận các khu vực đang nóng sốt do thông tin quy hoạch, đồng thời cần lựa chọn những môi giới có uy tín bất động sản vẫn là kênh giữ tiền hàng đầu, nhưng để giảm rủi ro, nhà đầu tư cần cân nhắc ba nhóm yếu tố. Đầu tiên là giao dịch thị trường đang chậm lại, thứ hai là giá bán thứ cấp có xu hướng giảm nhẹ, nhất là ở vùng xa, và cuối cùng là ngân hàng siết tín dụng, lãi suất cho vay có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới.